ngang luôn. Cho biết chưa đi Sa Pa. Ờ. Quý quá. Nhờ em mới biết cái món này á. Nhờ em mới biết á. Cảm ơn nha. Thắng cố ngựa. Lần đầu tiên trong đời anh. Món này món Tây Bắc. Sa Pa Lào Cai. Mình lên Gia Nghĩa bữa nay ăn được món này. Ăn cái này rượu sâm đất quá ngon, quá đẹp. Sâm đất. Ăn chờ hơi lâu rồi, tại vì phải hầm cho nó chín. Thịt ngựa nè, thịt ngựa. Lòng ngựa, nội tạng ngựa, thắng cố ngựa, con tử nè, tử đó là ngựa nè, đó, thấy không, ruột ngựa nè, gan ngựa, gan ngựa, lá lách ngựa gì nè, quá đã rồi, ngựa nè, ngựa, thịt ngựa. Quá đã. Dậy ngủ đi chứ. Yo.